Rồi các bạn thì bây giờ mình đang đứng trước tiệm bò hít nè. Bây giờ mình sẽ vào ra ăn và review cho các bạn xem nha. Nếu mà nã mà đại kêu chồng không vậy đâu. Rồi bây giờ mình sẽ vào mình mua trà nha. Ăn gì? Vậy giờ kêu hai món để review cho các bạn. Ăn chung kêu hay đi trà. Một bò hít. Một giá ăn bò hít với là một bánh nước. Chị ơi cho em một bò hít một bánh nước đúng không? Cho một bò hít với một bánh nước nha. Rồi thì đây là mình đang ở trong tiệm trà nha các bạn. Đây là tiệm trà huyền thoại của thị trấn Đức Phổ luôn. Ở đây nó sẽ có những cái món đó là bánh ướt bò hít nè. Biết rồi.
Nói chung nãy giờ mình ăn nó cũng tan quá. Nó bình thường à. Thôi mà tiệm hàng quán bar nó cách đây 4 năm á thì ăn nó hơi cay. Bây giờ thấy cay quá, dễ chèn. Rồi Đức nhớ nó bỏ nhiều bò rồi đúng không? Rồi như vậy là mình và cô Mel đó thì đi sang quán bánh nước ở Đức Phổ nha. Thì ở đây là địa chỉ nhiêu em? Bao nhiêu? Đó là địa chỉ là 348 nha. Thì mình thấy ăn rất là ok. Thì bạn có thể ghé vào ủng hộ cho tiệm nha. Rồi mình xin kết thúc video này. Thì nếu bạn thấy video này hay quá thì bạn hãy đừng like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi xin chào mọi người.